Anh thật Edgar không biết đánh lính phụ là biết là level 2, bên kia level 2 trước rồi đó. Hai con đó mà nó hai trước thì nó đánh hai anh em mình như hai con chó luôn, không ra hình dáng con người được nữa. Anh thật ghét anh đánh kìa, đánh gì chết luôn anh thật ghét ơi. Chết đấy anh, chết đấy anh, hết heal rồi đấy. Mày anh ơi. Em chào Amos. Anh cảm ơn Phạm nha em. Hay thế nhờ. Pha đó nếu mà tôi rút lông hay là thằng ở đây thằng sếp của tôi sống. Nhưng mà nếu như mà pha đó mà tôi rút lông hay á là tôi đi đánh chuyên nghiệp. Chứ tôi không ngồi đây tôi stream. Cô ta bởi em rồi. Nhiều khi xem stream phải xem vài game mới biết nên chào Mus hay chào Cường. À, nó ngồi xuống dơ à. Ước gì ai cũng dễ thương như anh Trung Ly Cờ Lê của chúng ta thì tốt biết mấy. Anh Trung Ly Cờ Lê của chúng ta chứ không phải anh Trung Ly Cờ Lê của kênh tôi nha mọi người. Anh Trung Ly Cờ Lê kênh tôi thì thôi, anh Trung Ly thì kinh rồi. Rủ anh Trung Ly bắn PUBG, anh Trung Ly kêu là gửi mail bút lịch đi. Trung Ly chiến thế. Hay. Bật tên. Giỡn với anh Tùng KT của tao hả mày? Tôi đừng hai cái điểm quỳ, quỳ tụi nó đào ha. Quỳ cái 120, quỳ cái 120. Và cái quỳ dễ trúng hồi nhanh, tốn ít mana, quá hợp lý. Đù. Nice. Quay dịch mà mấy thằng này còn đi cướp rừng nữa. Đây nè trời ơi, ông dám ông dở thôi luôn á, đi xuống boss dí cái gì nữa mà dí. Đi mình xuống mình làm nó một phát. Đúng rồi, thằng số trời ơi, ông khựng cái gì vậy. Đã không? Cái đầu nó. Anh ơi, đốt bông anh. Hay quá anh chết ơi. Ôi, thằng kia ghê vậy. Kéo quy chất lượng vậy. Đi, mày đi. Đợt, nó đi anh em à. Hoa phim Việt Nam phát hành bộ phim Người Nhà Quê. Ơ kìa. Chết rồi, khác cái này bịp rồi. Chỉ là hồi nãy là thằng chủ ạ đi ẻ nha, khác đánh giùm rồi. Căng thẳng gì anh trai, va chạm có tí à, anh trai bật hình đi, anh trai kiệt sức. Ôi trời ơi, ôi rồi ôi, ảo thật đấy. Ôi trời ơi, tui ta nó đủ đam tại nó mạnh quá. Ok thì nó mới chém luôn rồi, thấy nhỏ rồi, ỉa rồi, hay quá, hóa ra là bịp. Trời ơi, team tôi toàn là vua bịp không à. Ôi trời ơi, ấu xanh. Bịp thế nhờ. Khó chịu chưa. Trời ơi, thế móc gì mà mít kìa, móc chúng giết rồi. Ừ,
quá. Bà đòn bay. Móc. Ui ui. Con thét nãy giờ móc hụt nhiều nhưng mà trúng pha nào là lệnh tiền pha đó. Ở bên đâu không lùi vô bên đâu. Bên đâu lùi vô là ngon rồi. Ơ. À? Gì đấy? Nó bán đồ cho tôi luôn kìa. Cái game nó bịp. Thiệt chứ. À full load. Nó bán đồ cho tôi luôn kìa. Cái game nó bịp. Ôi giời ơi. Ảo thật đấy. Mất con rồng luôn. Cây chưa. Trời ơi, thằng này nó cần cứu thì không quăng, đi quăng cho thằng kia. Đau. Ôi, con cây xà nó sẽ bắn vô đó. Đứng đây một tí. Tóm giày. Hết chúng nó. Trời loa. Trời loa. Chạy hả mày. Chạy hả mày. Mày đi ra đó rồi tao không biết tóc biến theo hay gì. Ôi nó liều kìa. Hay. Còn ti luôn quá ngon. Con dép pha này quá ngon rồi. Trời ơi. Mà đó là lờ mong ta nghe. Tuyệt vời. Nani? Omae wa mou shinde iru. Đau quá mấy chị ơi. Con hai nhất đó, nó lại gần tôi á. Nó lấy hai cái tay nó thọt vô hai miệng tôi, nó toạt ra vậy nè, rách luôn. Không có chừa tôi cái gì đó. Ơi là trời, đứng kế bên thằng đồng đội hai dít nhảy cho nó quy một cái 900 đồng. Thì mấy ông tưởng tượng nó thử cái cảnh mà tôi đứng mình hai dít nó quy cái chết luôn. Quy cái chết tươi luôn. Con hai dít nó quy tôi giống như cái cảnh mà mấy ông chồng mà đi nhậu về trễ bị vợ nó đấm vậy đó. Ok. Trời ơi, anh khai giúp tôi. Em xin anh đấy. Khó chịu thế nhờ. Rồi, bơi cái mép bình dương. Hay. Rồi, ủi lên. Hình ảnh chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngay lập tức sẽ được thực hiện. Má khó chịu thế nha. Con chúa này khó chịu đi chứ. Đồng đội chán thiệt. Không cover. Trời là chỉ bên kia là chỉ có mỗi Khai Dích lại làm phiền được tôi thôi. Mà cái khả năng tiếp cận của Khai Dích nó xa quá. Chơi game là dễ, màn hình xám auto win. Tân Bùi chỗ này hay cặc hiệu quá thế nhờ. Có Tân Bùi nhìn nha.
tiêu cái nhà luôn. Hello. Chiến vua. Chiến vua. Ui con Thread S trừ á. Ừ đúng rồi, nó kém mấy pha hay quá mà. Ồ Z kìa. Phải công nhận là trận này con Z nó đánh hay, quá hay luôn con Z.